thì đồng là hôm nay còn gặp nhau là mừng quá rồi, chứ em tưởng là mình không có được gặp đâu. Tại vì thật sự bây giờ là nghiêm cấm dữ lắm rồi, không có được tụ tập nữa. Nhưng mà phải công nhận là đây quý vị toàn là đeo khẩu trang hết. Một lần nữa cho Thùy Quỳnh cúi đầu cảm ơn quý vị ngày hôm nay nha. Đúng rồi, mình phải thực hiện thì mới được, mới gặp nhau được, chứ không thôi là chiều là báo nghỉ rồi. Nó nghe nè, trời ơi, từ đến giờ em xúc động lắm á, lâu lắm em mới về Cam Ranh xong em chọn câu chào lấy lòng quý vị kia được không nha. Thùy Quỳnh xin kính chào toàn thể các anh các chị, chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty chào qua tình đời xin được gặp để tôi chào vì chào ào ào, ta nói mình định muốn chào cho xin phải chào bộ ngũ khán giả có mặt ngày hôm nay. Được không, ra không được chỗ tay thiệt lớn thì mình sắp chia tay rồi. Thương quá. Em kể nghe nè, hồi nãy trên đường đi tới đây nè, xong mà bà em nói thiệt em cũng sợ lắm. À, cái xong mà em bị thằng quỷ kia nó chặn lại, nó nói quanh đứng lại. Ôi trời đất ơi, tự nhiên tôi đang sợ thấy bà tôi đứng lại kia ông nội, đứng lại, anh yêu em. Trời ơi, nó nói trời cô đang dịch rồi, yêu cái giống gì mẹ bà khẩu trang đeo thở không nổi yêu gì nữa cha. Xong cái nói không, anh yêu em. Nói không, tôi nhìn bản mặt anh tôi biết anh nói dối. Anh nói không, anh xin thề, anh mà có nói dối hai đầu gối nó bằng nhau. Trời ơi, bà cô nói thề xong em muốn mượn súng em bắn cho nó so le mẹ. Trời ơi, đang cái mùa căng thẳng mà nó làm thấy ghê vậy à. Mà yên tâm đi, làm như trong cái rưỡi nó có cái mai. Hồi chiều em vừa mới đáp máy bay xứ này, em mua có 5 tờ vé số, mẹ em trúng 5 tỷ. Trời ơi, người không? Trời ơi, em mừng quá. Xong em đổ ra tiền cắt, em đổ ra tiền cắt mấy trăm bao luôn. Bây giờ em ra em giác từng bao vô em tặng cho quý vị. Chờ em chút xíu nha, mỗi người bao tiền cắt xài chơi trong mùa dịch này, chờ em chút xíu nha. Hỏi má đỏ hồng hồng. Thằng nào ạ? Dừng chân cho anh hỏi. Hỏi giống gì? Em có chồng hay chưa? Có chồng hay chưa kể cha ta, mày hỏi chi? Ủa mà thằng nào vậy? Thằng em trả lời theo quán tính. Thôi đất ơi, đáng lý ra em lấy tiền em tặng quý vị, mày nghe quỷ nên nó hò thấy ghét quý vị cho em khoảng 2 giây thôi, em hò lại để coi như em dợm mỏi em chửi người mở hàng chút. Nha. Hò dạ, anh hỏi thì em xin thưa, dạ con thì một đống mà chưa có chồng. Đỡ có cái gì được, vỗ tay thiệt lớn cho thầy nó để em. Ủa mà thằng nào hả? Anh trai. Anh là thằng nào? Vô ra mới ra chứ. Trời đó, cô bị dám chọc ghẹo tôi, bây giờ nó chưa ra mới ra chứ. Bây giờ một là ra, hai lừa vừa ra mà ôm cái mỏ máu không, ông thích cái nào? Ê, anh ra liền. Đi ra đấy. Trời đất ơi. Thằng nào vậy? Trời ơi. Tôi xíu không à. Tôi xíu kỹ răng cho nó. Giò dài nó dứt hả? Ờ, à, nó dứt. Lấy gì càng chặt bớt đi. Không sao, qua rồi, qua rồi. Qua rồi, qua rồi hả? Qua rồi. Đặt màu hồng rồi nó thấy ớn, một đàn ông mà mặc màu hồng thấy ớn mà. Mà tự nhiên sao ông đi theo tôi hoài vậy? Tại vì anh yêu em. À, trời ơi, không lẽ thằng này bạn thằng hồi nãy em mới cởi ta? Không lẽ mấy này nó canh em mùa dịch này trời ơi? Nhưng mà tôi nói anh nghe, tôi không có yêu anh được. Mà sao vậy? Đây là tôi là gái đã có bồ. Gái có bồ như hoa có chậu. Anh đây thăm hậu đập chậu cướp hoa. Trời ơi, cướp hoa luôn. Này nó nhóc ăn cướp mà trời, nó yêu không được nó cướp luôn. Trời ơi, tôi gặp ngay kẻ khùng, tôi gặp ngay kẻ đa tình rồi trời ơi. Phải, anh là kẻ đa tình. Nhưng mà tôi sợ mấy người đa tình lắm. Ủa sao vậy em? Tại ta thường nói, ta nói vậy là đa tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê chết từ từ. Cho nên tôi sợ chết lắm. Phải rồi, làm sao chết được? Sao vậy? Ngoài kia bao nhiêu cô gái tao muốn chết gì anh? Trời ơi, mấy nhỏ đó nó khôn ghê chứ. Sao vậy em? Tại vì nó sẵn sàng chết còn hơn nó lấy ông đó ông nội. Anh chưa hiểu. Trời đất ơi, chứ người ta hiểu ta vỗ tay. Ở trên này chưa hiểu. Cảm ơn quý vị. Trời ơi, là ông tự tin quá ông ơi. Phải, anh rất tự tin. Tại sao vậy? Mưa buồn chẳng có một ai à. Soi gương mới biết mình đẹp trai vô cùng. Mình đẹp trai nhưng lại bị khùng. Bị khùng cho nên ông mới biết em vô cùng đẹp trai. Trời đất ơi, mùa dịch người ta canh hết mùa dịch ta đi làm. Bây giờ vô là ta rầu thấy bà luôn, có mình ông đóng cửa lại, ông đó ông đẹp trai vô cùng à. Cái thằng này chắc bác sĩ cho nó uống 3 liều, nó uống 2 liều rưỡi, nó giấu nửa liều hay sao nè. Ông nhớ nữa. Trời đất ơi, trời đất ơi, uống thuốc mà ông nhớ nữa. Ông khùng quá ông ơi. Nó khó đâu, anh khôn lắm mà. Anh khôn lắm hả? Ừ. Mà nào giờ có mượn tiền vàng bạc của ai, ta cho luôn, ta không làm khó dễ vậy anh không? Chuyện đó thì chưa. Trời ơi, vậy mà khôn đây nè. Ở Cam Ranh hồi chiều, ta chỉ tôi chỉ ngược lại cho anh về mới khôn nghe nè. Chim khôn, hót tiếng nhẹ nhàng. À. Thằng nào khôn mà hỏi mượn được vàng, thằng đó mới khôn. Đúng không quý vị? Đúng chỗ tay kia nữa thiệt lớn, ở chỗ này nó để em. Đó, em cảm ơn anh đâu đó. Cảm ơn anh đâu đó. Bà thấy cái gì nhìn ông khùng không khờ thì có thì chưa tới đứng nhìn thôi chứ sao vậy.
ông khờ thì có. Bà có đâu ạ? Đúng rồi, bà có ở đây á, chứ anh bằng hai lúa không? À, hai lúa tức là miền Tây hiền lành, chân chất thiệt thà chất phát đúng không? Đúng rồi. Không dám đâu, anh có biết anh có lỗi người gì không? Ủa là sao? Là trước mắt tôi anh là người hai lúa. Đúng rồi. Mà sau lưng tôi anh là chúa giang hồ. Vì cái bản mặt tôi biết đâm thi chém mướn mày đặt mặt đồ vét hồng trá hình. Có đâu, anh hiền dữ lắm. Anh hiền hả? Ừ, từ nào tới bây giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Trời ơi, không bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Đúng rồi. Mà tặng phụ nữ cái căn mùi so thêm cục gạch để chọi cho lỗ đầu phụ nữ. Sao nó chuyện kỳ vậy? Trời ơi, tôi sợ quá rồi, tôi nói thiệt với quý vị, tôi qua Mỹ nó cũng đi, nhưng bây giờ tôi đang cầm ranh nó cũng đi theo thằng này, nói thiệt cua hồn cắt đảo chứ đâu, mùa nào em cũng cũng cái hết trơn, mà người kia biết bao nhiêu đứa con gái sao mà em theo, mà em theo tôi hoài vậy, quý vị làm ơn nói với nó em còn lấy chồng chứ nó đủ bám em hoài, chị làm sao em lấy chồng đi đâu nó cũng đủ theo em hết trơn, bây giờ nó muốn gà cắm gà, nó định có dịch nó cũng bánh trái gì cũng cúng hết trơn, nó trọi mà sao tự nhiên nó cứ theo nó ám ảnh là em, quý vị làm ơn nói cho nó đi, không lẽ bây giờ em đưa nó lên mặt trời em quỳ xuống em lại em nói trời ơi là trời buông tay cho tôi đi trời ơi. Em càng chửi anh càng yêu. Trời đất ơi, sao mà ông dai dữ vậy cha nội? Tại vì cuộc đời của em không có anh thì cuộc đời của em không có nắng. Trời ơi, công nhận quỷ dịch này nó nhắc em mới nhớ đó quý vị. Đúng rồi, cuộc đời của tôi nè. À, không có anh thì đời tôi không có nắng. Đúng rồi. Mà có anh rồi nắng chết mẹ tôi luôn. Sao chửi anh hoài vậy? Sao không chửi? Anh không nghe người ta từng nói hả? Nói gì? Anh nói là chửi, con mắt tiền mua lựa lời mà chửi, cho chùa mà tao đã chửi, là phải chửi, cho tiền tao chửi, mày đừng có mày đâu có chùa. Ôi trời trời trời, trời về mỏ vô đi, cứ mỏ dài, ghét quá à. Nói chuyện gì vui 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 coi. Tôi nói nghe nè, anh biết sao mình cứ theo tán tỉnh tôi mà tôi cứ đá ra mà tôi cứ phạt bạc cho mặt anh không? Sao vậy? À, tôi ghét mấy thằng đẹp trai nó xạo xạo lắm, nói tôi mới tin ai hết trơn á. Không có đâu. Bây giờ vậy nè, anh về anh khác người chút đi, quả chanh tôi sẽ thương anh. Đó hồi nãy tôi thấy anh hát ở đây tao thích quá trời, mà tại không có thời gian nhiều hát mà công an căng quá trời, không có dám hát bài thứ hai. Tại vì loạn lên mà. Thì đó, cho nên là bây giờ vậy nè, thôi sẵn dịp này anh sáng tác bài đi. Anh sáng tác một bài ở đây, lâu lâu mình về kỷ niệm đó quý vị, hát cũng là ngay mùa dịch. Bây giờ anh sáng tác một bài tặng cho quý vị khán giả ở đây. Mà trong đó có tên tôi, có số phận của tôi, có quý vị trong đó, quý vị xúc động quý vị vỗ tay cho anh tôi lấy anh, quý vị không xúc động không vỗ tay mày bán nhà mày thả tao mày chơi không? Trời ơi, căng dữ nha. Đang mới chơi chứ dùng chơi chi? Chơi chơi à. Ăn cái gì cam ranh rồi mày lên mày ga quá vậy? Không biết rủ chơi chơi à, chơi chơi. Ừ. Nhớ nha quý vị, Hoàng Nhất lần đầu tiên về đây về Cam Ranh sẽ tặng cho quý vị một bài sáng tác tại chỗ có tên em, có quý vị trong đó, quý vị xúc động vỗ tay em lấy ổng, quý vị không vỗ tay chưa vỗ chi em biết nữa, thủ nhanh nha. Quá thủ tay nha, tức là vỗ thì em lấy, quý vị không xúc động không vỗ thì quý Hoàng Nhất bán nhà trả cho quý vị. Trời hiểu không? Chơi này lời nè, chơi gì hết bạn giờ phải không ha? Vậy khán giả phù hộ cho con để con cuông chỗ này gì mà hành hạ nó. Trời ơi, khán giả mà phù hộ, khán giả quánh đồng phù mỏ chứ. Chờ đếm đi, đếm đi, đếm đi, 1, 2, 3 đi. Rồi, 1, 2, 3, sáng tác, bắt đầu. Quân ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dầm lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Không có tiền nó dỗ cái gì không nữa à, tiếp rồi. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi, quanh ơi xin hẹn đại kiếp sau ta sẽ chung đường. Nữa hả? Vỗ tay hết luôn. Rồi, gì làm dở rồi. Em hận cái giả lắm nha. Đầu đó ơi, binh cho nhất quá trời luôn, vỗ quá trời em hận chứ sao? Chứ sao? Mà tôi nói anh nghe, công nhận thiệt á, ông trời cũng giúp tôi à. Ủa là sao? Quý vị vỗ hết trơn á, trời có ông kia cũng muốn vỗ, mà ông hứa lỗ mũi của ông thọt, có lỗ mũi ông gãi rồi. Ôi trời vậy? Mặc áo già không biết sao. Ông đâu rồi, ông đâu rồi, ông đâu rồi. Nói xong ông trốn. Ông thọt xuống. Trời ơi. Em cảm ơn cái lỗ mũi của anh. Ôi nghe, cua nghệ cực kỳ chết. Ông Đức ông gãi khí thế luôn. Trời ơi, không có cái lỗ mũi ông này lấy càng này quỷ dịch này là trời ơi. Vô cái lỗ mũi của anh ơi, chút xíu nữa em lãnh lương em mua cho anh 800 chai nhỏ mũi. Vô cái lỗ mũi của anh mà cua nghệ của em bị phá sản luôn rồi. Hên quá, hên quá. Bây giờ sao đây? Ôi đất ơi, đi khán giả thương quá trời, bây giờ ông dám vậy không? Nói thử nghe coi. Bây giờ ông dám chơi hát theo yêu cầu khán giả muốn cái gì mình hát, cái đó hát tới sáng luôn chơi không? Chơi chơi à. Nhớ nha. Ừ. Ông hứa ông nhớ nha. Ừ. Chiều nó mới tới một lượt với em mà nó ăn cái gì đây mà nó gan dữ vậy ta. Không biết. Dạ bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mạnh Ông, ông hát Mạnh MMK miệng vô thì thôi vô. 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 Ủa vô gì quên rồi ta. Chưa có nhạc mà nhảy với con lăng quăng. À, lăng. Lăng nào cha nội.
nè, quá đau à. Đi chợ luôn. Mấy khán giả dễ thương của em quậy mà nó quay xuống quánh em mai là đồ thiệt đồ giả, nó xịt nước rồi trời ơi. Không cho đời bé mà lắng ơi, đẹp tìm đến dạ, để nói lên những lời mà đẹp đã trong ông quan tình bối nghĩa làm khổ chu lên phải quạt ngao đâu đâu xong trời ơi tôi mặc đồ như làm gái đúng sao con đau nổi nhìn lan quý mà anh tan nát trong lòng kệ anh chết trời ơi giây phút nương say cả đời ấm hận làm khổ bạn chung tình tan nát một đời qua mỏi sớm chuông chiều dặm lại xa xa hàng điệp ghen sông cứ mô buồn rơi mặt nước con đường làng giờ cũng buồn thiếu vì trắng bóng lan không về quê đẹp không? Về với anh em. Sao dám về? Sao như lá? Mỗi lần về mày đè mày mượn tiền hoài. Trời 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 nó xấu. Nghĩ mượn tiền đâu? Trời ơi mày không mượn cái khác. Hỏi nghe Hồng Lan. Con Lan bây giờ nó bán cái chùa, nó mua hai cái vũ trường để kinh doanh rồi. Lan sao mắt hết bị chảy? Lan 21. Kỳ cục vậy cho nên nghe tại vì thấy khán giả lâu lâu không có nghe được tên cổ giao viên tôi dụ hát để cho vui vậy thôi, cho may mắn tới vậy thôi chứ tôi có lấy anh được. Ôi trời 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 trời, hứa kỳ cho nội. Ôi đó cô, cái bài hồng xưa đó anh nó nổi tiếng mà anh không nhớ, hứa thật nhiều thứ rồi cũng thật nhiều. Ôi, không nhớ bài đó à? Không nhớ. Cho nên anh nghe nè, ý tôi nói tôi nè, hồi nãy tôi có quảng cáo tôi ai cũng nghe, tôi mấy chục đứa con nhắm mắt theo tôi, anh thương tôi nổi anh nuôi nổi không mà đi theo tôi. Ủa, em có chồng nào mà con nhiều dữ vậy? Không có đâu, tại vì tôi mồ côi từ nhỏ tới lớn cho nên tôi thương mấy đứa mồ côi lắm, thành ra bây giờ tôi đi hát khắp nơi, tôi nuôi gần cả trăm đứa luôn á. Cho nên là tôi chỉ thương cho tụi nó thôi, anh nhắm mắt theo tôi lo cho tụi nó được không? Anh nói tiếp cho. Ôi không dám đâu, trời ơi mấy cái thằng nào nó mới mua cái giống gì nó cũng hứa trời nội á. Mà ha, bữa đó thằng kia đi cha vậy, cái xong em vừa mới đi, nó lấy kéo, lấy dao, lấy thớt, chút nó lấy nội tạng con em qua Trung Quốc nó bán mẹ đâu rồi. Cái nội nào mà ác dữ vậy? Mặc cái giống ông á. Có đâu mà hiền lắm. Ờ thôi tôi mới tin, tôi mới giao con tôi cho ai hết trơn giờ. Bây giờ này anh nói anh thương tôi đúng không? À. Giờ trước mặt mọi người anh hứa đi, anh theo lo cho tụi nó 30 năm nữa cái tôi trở về Cam Ranh, tôi hỏi từng người từng người từng người, ra cho tôi lấy anh tôi lấy liền, có 30 năm chứ mấy. 30 năm? Ờ. Còn làm được gì nữa không? Sao không? Ít nhất cũng còn hai cái nú cạp đỡ ghiền. Ê trời trời. Mình ra răng nó bụng kệ bà đi, mình ráng lấy bọc đi lâm mình bọc lúa. Nghe nhột răng ghê luôn á. Được không? Chị chịu luôn chứ sao bây giờ? Cũng
vậy thôi à, chứ tôi đâu có thay đổi đâu, hiểu không? Vậy là ông hứa trước mặt mọi người rồi nha. Trước khi đi chào các quý vị khán giả được không? Đúng rồi. Kiều Quỳnh và Giác sẽ chân thành cảm ơn những tràng pháo tay quý vị. Mong là cái cuộc đời sẽ cho chúng ta trở may mắn cho quý vị trong năm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và cố gắng giữ gìn vì dịch bệnh đang lan tràn rất nhiều. Kiều Quỳnh mong là tất cả may mắn sẽ đến với quý vị. Một lần nữa cái cúi đầu cảm ơn trước tấm chân tình quý vị vì sự có mặt ngày hôm nay. Vì dịch bệnh mà quý vị đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.